Ngày 17 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người và che giấu tội phạm đối với nhóm ngư phủ dìm bạn thuyền xuống biển đến chết. Theo cáo trạng, cuối tháng 7 năm 2022, tàu cá số hiệu BT-96534TS do Lê Minh Bằng, 34 tuổi, cư trú huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, làm thuyền trưởng, cùng với 9 ngư phủ xuất bến tại cửa biển Hàm Luông, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, ra khơi đánh bắt thủy sản. Qua nhiều tháng hoạt động trên cùng con tàu, ngư phủ Nguyễn Văn Tê được cho là lười biếng, thường xuyên bị các ngư phủ khác nhắc nhở, nhưng Tê vẫn không thay đổi. Chiều ngày 26 tháng 11 năm 2022, thấy Tê làm chậm chạp, Trần Hoài Phong cầm đoạn dây xích ném vào người Tê, rồi đe dọa quăng xuống biển. Thấy Tê không phản ứng gì, Phong ôm xốc quăng Tê xuống biển, rồi nhảy theo để dìm Tê. Ba ngư phủ đi cùng tàu cũng thay nhau dìm Tê xuống nước, đến khi người này kiệt sức mới kéo lên tàu. Lúc này, mặt của Tê đã tím tái, sặc ói, cơ thể gần như bất động, sau đó tắt thở. Xác định Tê đã chết, Phong cùng ba ngư phủ khác lên phòng tài công gặp Bằng và Trần Thanh Bền để bàn cách chạy tội. Đến tối ngày 27 tháng 11 năm 2022, tàu cá BT-96534TS chở xác Tê vào đến cửa biển Sông Đốc. Bằng cùng các ngư phủ đến công an thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, trình báo vụ việc và khai Tê bị tai nạn do tự ngã xuống biển chết. Tuy nhiên, trong lúc cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục pháp lý ban đầu, một ngư phủ đi trên tàu đã tố giác Tê bị dìm nước chết, không phải do tai nạn. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau phối hợp với công an huyện Trần Văn Thời tiến hành điều tra xác minh. Cuối cùng, những ngư phủ gây án đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tại tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử tuyên Trần Hoài Phong 16 năm tù, 3 bị cáo khác từ 9 đến 15 năm tù giam về tội giết người. Bị cáo Lê Minh Bằng 2 năm tù giam, Trần Thanh Bền 1 năm 6 tháng tù giam về tội che giấu tội phạm.